Xin kính chào các thượng đế, báo cáo với lại các thượng đế, bây giờ mới xong, loay hoay, hí hoáy, hì hục. Bây giờ mới xong chiếc đài sáp nội địa. Chiếc đài sáp có model là QT77. Chiếc đài sáp này của một người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Bắc Ninh gửi vào đây cho mình. Chiếc đài này mất rất nhiều thời gian, thế nhưng mà không sao cả, vì thiên hạ có ti tỉ địa chỉ gửi sửa đài, thiên hạ toàn là cao nhân sửa đài, có y thuật thì coi như thế là cao siêu, có trình độ hiểu biết về điện tử thì uyên thâm và uyên bác. Thế nhưng mà người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Bắc Ninh lại tin tưởng vào y thuật của một người nông dân. Trước tiên lão nông rất chi là cảm kích và cũng mang sức khỏe sức mã ra để phúc đáp người anh em. Chiếc đài này khi gửi đến đây, hai cửa băng nó vẫn nói, hai loa nó vẫn nói, radio thì Trần Văn Tịt, và sau khi bàn tay thô kệch của nông dân sờ lần đắn bóp thì xin thưa với lại các thượng đế, cái đài này nguyên bản là hai loa vẫn nói, thế nhưng mà cao nhân trước sửa theo cái kiểu coi như thế là siêu tốc, tức là nó hỏng một vế công suất, còn một vế công suất thì nối chung vào hai loa. Tại hạ bái phục, tại hạ bái phục cao nhân trước cái sửa cái kiểu đấy, bái phục. Bây giờ thì nó trở lại nguyên bản của nhà sản xuất, tức là stereo, âm thanh hai kênh riêng biệt, left và right, trái và phải, tách loa, hoạt động bình thường. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai về phần băng cassette thì chỉ có thay dây cua roa thôi, chứ bánh tì cũng không phải thay, bánh tì còn tốt không phải thay. Radio thì mình cũng chỉ sửa được FM thôi chứ AM cũng không sửa được. Radio thì cái phên vỉ radio cao nhân trước cũng đào bới xơi lộn, thay cả IC. Còn thạch anh thì đấy là cái đấy thì ai chả biết thì cái đấy là cái bước sơ đẳng rồi. Thế nhưng mà còn thay thêm cả IC nó vẫn Trần Văn Tịt. Bây giờ bàn tay thô kệch của nông dân sờ lần đắn bóp thì radio FM nó đã hoạt động trở lại. Ở đây cái đài này bị lai một cái loa, vì đây là cái loa zin của cái đài này. Tuy nhiên là cái loa này không dùng được nữa, nên là cái loa này mình cũng không mang đi cuốn lại làm gì cả. Mang đi cuốn lại chỉ phí tiền đây, nộp học phí đây, tại vì mình nộp học phí nhiều rồi. Đấy, mình mang cả loa thùng đi. Vậy đây mới có con loa Beoder, loa thùng Beoder SX640V mình cũng phan đình đáp. Mình thay cái loa khác vào, thay cái loa khác vào. Đấy. Cái đài này có một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Đài này mới đầu nhìn thấy có thể thốt lên là đài này đấu eBay hoặc là Amazon hoặc là Yahoo. Tức là về hình thức ấy, bề ngoài thì tuyệt vời, sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương. Thế nhưng mà bên trong thì nó tiềm ẩn một cái vẻ đẹp mà ít người coi như thế là vỗ đùi đen đét. Ở cái chỗ là bên trong nó bét nhẻ, nó nát như tương bẩn. Chân ốc thì gãy, chân ốc bắt nguồn thì gãy, bắt dính bằng keo 502 và cát. Bây giờ thì mình dính bằng keo hai thành phần, keo AB, mà chả biết thế nào được, chả biết được gửi từ đây ra Bắc Ninh nó có tung ra không thì cũng chả biết. Đấy, nhưng mà hy vọng là nó không tung ra. Thì ở video trước mình có nói là cái đài này sau khi bọc ni lông đóng vào thùng xốp, chắc là phải để ở ngoài là xin đừng quăng và đừng đập. Thì qua đây cũng gửi lời cảm ơn một thượng đế đã góp ý với mình là bảo là anh đừng, theo tôi thì anh đừng ghi như thế, anh chỉ cần ghi hàng dễ vỡ xin nhẹ tay. Thì xin thưa với quý vị và các bạn, từ xưa tới nay thì mình cũng chỉ ghi ở ngoài là hàng dễ vỡ xin nhẹ tay thôi. Thế nhưng về tính chất cái đài này ấy, về tính chất cái đài này ở bên trong nhiều cái chân ốc được bôi keo, nhiều cái chân ốc được bôi keo. Thế là lúc nãy là cũng có ý định, thế nhưng mà đấy nó chỉ là ý định thôi. Đấy, thế nhưng mà qua người thượng đế góp ý nữa thì đương nhiên rồi. Đấy, đương nhiên là sẽ không bao giờ ghi cái chữ đấy nha, no never. Không bao giờ ghi cái chữ xin đừng quăng và đừng đập. Vì người thượng đế đấy bảo anh làm như thế thì thô thiển quá nha. Thô thiển quá, mà thô thiển thì ai không ai là thích cả, đúng không ạ? Không ai là thích cả. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên thì mới thích, chứ còn thô thiển thì không thích. Nhà ngọc phun châu thì mới thích,
chứ lại thô thiển thì còn thích cái gì nữa. Bây giờ mình test hoạt động của nó, test radio nhá, test radio. của nó. Cái thứ hai là những chính sách chủ trương của nhà nước để nhằm góp thêm nguồn lực cho việc bảo tồn di tích. Thứ ba là sao làm chuyển. Cái này ăn điện 100V, ăn điện 100V. Cái công tắc này nguyên bản nó gãy rồi, gãy giờ lắp vào cho nó đẹp thôi. Cái này thì nó cũng chẳng sử dụng gì, nó là FM, stereo và mono thôi. Cái công tắc chuyển kênh này cũng vậy, không có tác dụng nhưng mà lắp vào cho đẹp thôi. Lắp vào cho đầy đủ núm nút thôi nhá. Đây. Đấy. Ở đây bị vỡ này, đây, vỡ. Đấy, ở đằng sau này cũng vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một phóng sự ngắn, một cuộc trao đổi ngắn của phóng viên giao thông cùng với lại cái chỉ báo sóng này nó không chạy được nhá. Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh để đưa bệnh tay chân miệng tính đến đầu tháng 4 đã có hơn 10.000 ca mắc, tăng 2,3 lần, tập trung ở các tỉnh khu vực phía Nam. Bệnh sởi có 100, tăng 1,4 lần tại các tỉnh Hà Tĩnh, Sơn La, Cà Mau, Bình Thuận, Thanh Hóa. Chia sẻ cùng với hai vị khách mời của chúng tôi thì quý vị có thể tương tác về chương trình. Linh vật cùng reo lên mừng rỡ. Ánh mặt trời đã thức dậy rồi, bạn ơi. Nhưng khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống muôn vật, cây cỏ, hoa lá, bách loa này, cũng là loa này nói này, chó gà trống trai kiệt sức, loa này nói này, chú vì sự sống của con loài nên đã làm việc quá sức mình. Ở văn hóa thể thao và giáo sư giáo sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch. Và thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa lắng nghe một cuộc trao đổi rất dài, bay lên cao tỏa sáng sáng muôn loài, và ông mặt trời cuộc sống ít nhất là 3 và nhiều nhất là 29 sóng, tương ứng với vị thế và nhân cách của người chủ cũng như sức mạnh tâm linh của dao găm Garis, phần cán và vỏ dao. Nhưng đường ở quận 1 ta thì các đường này Nguyễn thấy cũng đang đông và khá là chậm, đặc biệt ngay nút giao ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng tháng 8 thì đông chậm ở cả hai con đường này luôn, trên Cách Mạng tháng 8 và trên cả Nguyễn Thị Minh Khai. Điều gì cùng với sởi, ho gà của các ca mắc cúm AH9 tại Tiền Giang và trước đó là ca tử vong do cúm AH5N1 tại Khánh Hòa sau 4 năm không ghi nhận cũng làm dấy lên lo ngại loại virus này có thể là mối đe dọa tiếp theo đối với con người sau COVID-19. Với cúm AH9, cho đến nay chưa có bằng chứng cho thấy cúm AH9 lây từ người sang người. Nói chung, sắp tới là 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của chúng em, mang trong em khí thế rất là tự hào. Nôm na ngắn gọn lại là băng sóng FM hoạt động bình thường. Tua này. Tua này. Êm con mẹ ái. Thì nguyên bản của nó vẫn tua được, chả ai làm gì cả, thế nhưng mà thôi vẫn cứ test, tại vì nhiều khi tháo ra lắp vào nó cũng hỏng ấy. Đấy, lợn lành lại chữa lợn quẻ ấy, hay là cứ phải test lại các chức năng cho nó đầy đủ. Nhìn cái đài đẹp như này mà bên trong bét nhẻ. Đánh giá một chiếc đài thật là khó. Vẻ bên ngoài đẹp bóng nhẫy, thế nhưng bên trong bét nhẻ. Chứ không tháo ra mới biết được. Khi anh thôi học và từ khi anh chính áo chiến y, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây,
Tách loa này. Loa này nói này. Loa này mà nói là Phan Đình Đáp. Loa này nói này. Còn anh bên sông Càng. Loa này là loa thay đấy. Loa này mà nói thì Phan Đình Đáp. Em trong đơn vị. Thua. Đang bài 1 này. 2 3 4 nó đẩy lên đấy. 2 3 thằng chiều chiều ra bờ bóng nắng. Tua nhớ bài vẫn có tác dụng này. Đấy. Còn nắng bên sông Càng và hoàng hôn đưa tóc đẩy sông xưa. Người em trong đơn vị gọi của anh chiến sĩ của mộng mơ. Ôi, ôi dừng video ở đây, bọc ni lông đóng vào thùng xốp rồi. Chở hàng ra đến chỗ đơn vị vận chuyển người ta lại không nhận hàng, người ta nghỉ rồi thì hỏng hết.